Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Murad. Trang bị của nó như sau: kiếm chi hồn này, phước hợp kiếm này, thương long này, thương xuyên phá này. Cái món cuối cùng thì sẽ là nanh Ferris. Nhưng mà theo mình nghĩ thì cái bốn món đầu tiên nó rất là quan trọng hơn. Cái món cuối cùng thì mình có thể tùy ý lên xuyên giáp hoặc là gì đấy, tùy chọn thôi, ok. Trận đấu ngày hôm nay thì mình đang đánh ở rank bạch kim nhá. Như mọi người cũng biết rồi. Cái gì đây? Sao lên mới tập chơi vãi tèo. Bạn ấy dành dừng với mình ấy. Đúng rồi, chỉnh máu gần nhất là chính xác rồi đấy. Cái con Murad này thì ở rank kim cương, cao thủ thì họ cấm hết rồi. Vì thế nên muốn làm một clip về Murad rất là khó khăn. Nói chung là không thể nào chọn được tướng này mà chơi, trừ khi đi vào đánh thường. Pick one rồi xong rồi khóa đấy. Nhưng mà mình không thích đánh thường, mình thích đánh hạng cơ. Vì thế nên mình vào cái nick này, hiện tại ở đang ở rank bạch kim nhá. Vì thế mình vào mình chơi cho mọi người xem. Đấy, cũng như là thấy mấy bạn thì cứ comment kêu mình làm clip Murad hoài thì ok, mình sẽ làm thôi. Mặc dù không được ảo diệu như gọi là best Murad hiện tại, nhưng mà mình cũng biết chơi sơ sơ chứ bộ, đâu có phải là không biết chơi đâu. Tại mình hôm nay có bạn Salim, bạn ấy tranh rừng xong rồi bạn ấy chửi sùm ở bên ngoài luôn, chán vãi trưởng ra, chả biết sao thì kệ đấy. Chà, bạn ấy cướp mấy cái con nói quái của mình, làm thế này mình thòi cấp hết. Mặc dù bạn ấy lúc đầu cầm cái trừng trị ấy, nhưng mà đến lúc cuối bạn ấy đổi qua cái tốc biến. Nhưng mà thế nào bạn ấy lại bây giờ vào trận bạn ấy giành rừng với mình. Hình như bạn ấy thấy mình thông thạo không có được cái sao ấy. Hình như không có thông thạo nên ra bạn ấy bị ức chế. Ái là chà, làm kiếm một mạng ăn chơi cái nào. Đúng rồi, một em nằm xuống. Đấy, nhưng mà mình là người hỗ trợ thôi. Vãi là trưởng, kệ không sao. Hỗ trợ thì hỗ trợ, cái làm sao đâu. Murad này thì nó có khả năng gọi là ảo diệu vô cùng đấy, vô cùng luôn đấy. Vì thế nên là nhiều trận chơi con này rất là sướng, ảo vãi trưởng ra, mấy cả hụt thua bạn luôn. Ok thì bạn ấy đã thành rừng rồi thì thôi lỡ rồi, mình đi ăn quái luôn. Nói chung là đầu tiên thì mình có phải đi ăn cái đã, kệ tới đâu có tới. Giờ cấp 4 rồi này, đánh ăn con dưới cấp 4 rồi đấy mà bạn Slim bạn ấy phá đấy, cày thế không biết nữa. Cái này thì để khi mà lên được cấp 4 thì sử dụng chiêu cuối hoài luôn. Chiêu cuối nó hồi có mấy giây à, đâm ra thì tha hồ mà gọi là chém thôi. Lên đường trên kiếm chuối coi, có chuối không? Ôi dồi ôi. Zuka ơi, quay lại bạn ơi, mình tới rồi nè. Zuka ơi, Zuka ơi. Hết mana rồi đấy, rồi hết mana nhá. Đi đâu? Đứng lại. Trời ơi, chạy làm gì? Đứng lại cái nào. Ui, ui, rồi không chết được nó kìa. Nên thế. Hay quá Zuka. Bạn thật là tuyệt vời. Làm gì? Ê Murad. Chúng ta không thuộc về nhau đâu. Đừng có cố gắng làm gì. Chúng ta không thuộc về nhau đâu. Cố gắng làm gì, đuổi theo làm cái gì không biết nữa. Bạn này kỳ ghê. Từ từ mình đi farm đi đã, sau này mới đánh được. Sở yếu này sao đánh trâu đây. Tại vì bạn kia bạn ấy lúa hết rừng của mình năm ra lúc đầu ấy. Giờ mình hơi yếu một chút. Thôi kệ, từ từ đã. Nhu mì ăn nhì đi ha. Slim đấy, bạn ấy phá mà. Thằng Murad chửi mình đấy, nó chửi mình ấy. Vãi sao chửi tớ, tớ biết gì đâu. Tự dưng nó chết một cái, nó chửi mình vô vẩn thế nhở. Nó không chết một cái mà nó tự dưng nó chửi mình đau thế. Kìa, mình làm điều gì sai. Vãi. Đừng có nói là em sai rồi, anh xin lỗi em đi nhá, thua. Sao nó cứ thích chửi mình ấy nhở, khổ ghê, đi rừng khó khăn nữa. Tệ hại thân đời thật đấy chứ. Nói chung là mình làm clip mà suốt ngày đi rừng mà người ta cứ chửi mình thế này, tài rồi chứ. Mấy bạn thấy mình bị chửi, mấy bạn thích lắm. Gổ ghê. Thiệt luôn ấy, mấy bạn coi clip mấy bạn em chỉ thích anh bị chửi thôi. Vãi chửi, kỳ cục về trời. Người ta chửi sắp mặt ra đây, vẫn cứ thích mà. Ê, có chuối. Ê, chà, đợt đây đã có mạng ăn rồi đấy. Slim out. Úi giời đấy, thấy chưa, Slim out này thưa. Đây. Chết cả hai luôn, vãi chửi. Đánh đấm cái gì, chết cả hai này. Đứng lại, cho mình xin một mạng cái nào. Ui, đi vào canh bùa đấy. Này canh bùa này, chết cả người nghe chưa.
Giời ơi, vào mà canh. Bạn canh bùa, bạn đi lộ liễu thế. Bạn ấy đi vòng đường trong cơ, phải đi đường ngoài chứ. Rồi, Murat nằm xuống này. Đứng lại, đứng có lại. Ủa dồi ôi, chết luôn à. Anh than anh làm phát chết luôn vậy hả? Chờ anh mạnh mẽ đẹp trai vãi. Ôi, đánh nhau này, van heo này. Hello Moto. Anh đâu rồi? Đúng rồi, ủa hay quá. Một mạng dành cho Salim liền, ngon. Chết này, trời ơi, hay không? Đây, có ai chửi mình được không? Salim bạn này chửi mình hoài, kỳ cục quá hà. Thôi chết em rồi. Cái đó nhìn là biết chết rồi đấy, sống không sao được. Ô, thế mà nó vẫn sống kìa. Vãi các bạn, vẫn sống luôn kìa, lôi vào đấm cho vẫn sống. Murat tội nghiệp quá, mất bùa danh rồi. Thì nói chung là đánh hạng nhưng mà bạch kim thì họ có thể chọn tướng tùy chọn mà. Violet rồi Murat chọn thoải mái, đánh sướng lắm thấy không? Mấy bạn vào đây toàn chơi Murat không à? Lên kim cương cao thủ làm gì được chơi? Cái gì đây? Thôi đi về. Trời, em cứu anh mà, tại sao anh lại phơi xác ra đấy? Than đính nhà ghê hơi vãi trưởng ra. Thế luôn á, nào làm sao? Úi giời ơi. Ngon nha, tuyệt vời nha. Thôi đi về, xem mình đánh đấm kiểu gì chết sạch ba người luôn. Rừng óc thật. Nó lại chửi rừng óc. Hết Salim lại tới Zuka. Cái gì đấy, bạn sao bạn cứ chửi tớ thế? Tớ rất là sất si. Best Salim, úi dồi, nó chửi hết Murat rồi, chửi Salim. Không nghe trận này mình gặp Best Salim rồi. Lâu lâu làm cái clip Murat cái suốt ngày bị ăn chửi này, tội thế không biết nữa. Còn nói chung là người ta càng chửi mình phải càng cố gắng hơn. Ok, để mình thể hiện cho mọi người xem thế nào được gọi là sức mạnh của Murat nhá. Không phải để người khác coi thường mình được. Thật vớ vẩn mà. 3k mấy tiền rồi, thơm, kệ, không sao. Team mình bị mất nguyên hàng tiền đạo rồi, chỉ còn hàng tiền vệ thôi, với cả hậu vệ thôi. Vãi trưởng, nguyên cái 3 trụ đường ngoài, chết mất hết. Mấy bạn này đánh kỳ cục quá. Đánh rất là ghê gớm. Đó, hay rồi đó. Hay rồi đó. Team mình hay rồi đó. Ngon rồi, ngon lành đào ngay. Yeah, mình trả bộ thôi mà. Mấy bạn buồn cười vãi ra. Mấy bạn nghe thấy mình lao tới mấy bạn cứ tưởng nha. Ui giời, mỡ mà răng miệng mèo. Nhưng mà đâu cho ăn đâu. Ui giời ơi, mỡ mà răng miệng mèo đấy. Ăn được rất mừng nha. Mơ đi cưng là mơ đi cưng. Trời, chừng chị ngay. Bạn làm gì mà đùa đủ là sức mạnh để mà cãi cái con đấy của mình. Đùa nhau à. Á à, chà chà, làm gì đấy? Làm gì đây? Ngủ không mạnh mẽ thế. Bên kia nó ba người lận, thôi chắc là mình lùi về thôi. Thò đò ra nó vã cho lòi mắt ra. Thiệt, vã lòi mắt ra. Chết luôn đi rùa. Rồi, làm sao? Úi giời ơi, lại biến về. Nó lại mạnh mẽ. Úi giời ơi, vãi cái trưởng anh than kìa. Anh than một mình anh cân hết. Đúng rồi, cố lên than. Đúng rồi, bắt van heo trước. Làm sao? Úi giời, một em. Rồi tiếp theo sẽ là tới lượt bạn mờ gan ga. Rồi, Ngộ Không sẽ là mục đích. Chết này. Ý giời, 3-1. Ngon lành cành đào ngay. Phê. Tuyệt vời. Hay quá. Ăn rồng luôn nhá, con này một mình ăn rồng rồi. Tại vì cái chiêu cuối nó hồi nhanh mà. Ăn con rồng này sử dụng 2 lần chiêu cuối cái là chết. Well ngay, làm sao mà sống được. Các chú thấy bét chưa? Vãi trưởng bét Slim. Đâu rồi. Đúng rồi, xùa đi anh. Đây, thấy chưa? Trời ơi, Best Slim. Ôi dồi, đâu như thằng Murat. Ai như thằng Murat óc bò. Chửi mình óc bò, nó xanh một tí cái đó chửi mình óc bò luôn. Vãi cái trưởng. Rồi ok, để xem ai thằng này. Bạn nghe nói là bạn là Best Slim đúng không? Ok, rồi được rồi. Mình cay rồi nha. Hãy coi mình hủy diệt em bạn này. Ghét thật đấy chứ. Ê, kêu mình óc bò. Thua. Úi chế vậy. Úi trời,
nó ngu đến mức độ nó quánh cái con King Kong cho nó cào mất máu chơi. Đầu heo chết này, chết đi. Úi giời ơi, không sao, không mất máu. Cái đó cứ từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh. Yeah, come on, oh man, úi giời ơi man. Đi về đây, nguyên cây máu vẫn còn. Chủ bắn có cái à. Này, van heo, van heo, van heo. Ừ, van heo, van heo, sợ ngay. Rồi xong, chết rồi, úi giời này thì bé Slim. Thấy bé chưa? Mọi người thấy bé Slim, bé Zuka chưa? Âu dê. Lắc. Giờ đây đừng có đổi thừa tại lát chứ. Chơi mà chơi đổi thừa như thế xấu lắm. Xấu lắm nghe chưa? Không phải đổi thừa nghe chưa? Âu dê. Âu dê come on. Âu dê come on, Âu dê come on, Âu dê come on, come on, come on. Come on baby ok, come on baby ok, come on baby ok. Làm sao? Úi giời, một cân ai? Hãy xem mình đây. Úi giời, chạy đâu? Chạy đâu? Úi giời, chạy này thì chạy này. Không chết à? Đuổi nhau à? Úi giời, 10 cân 2 chẳng ai chết. Làm sao? Ba mạng nào? Ba mạng nào? Shit. Thôi đi về. Nó lúc ở trong trụ xấu thế. Dạ đánh nhau một phát vào đây mình đập chết luôn. Thề. Đó, ngủ không ai chẳng hạn này. Úi giời ơi, em đi xa quá. Em đi xa anh quá. Yeah, 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 thơm. Đấy, thấy gì chưa? Thôi từ từ đã. Đúng rồi. Đúng rồi, mình phải chat cho nó xem mà. Ai ốc bò, để xem nó comment như thế nào. Ai ốc bò vậy? Đó, đó, đó. Mình chat luôn để xem nào. Nếu mà bạn thấy cảm thấy hối lỗi thì bạn sẽ không bao giờ chat lại nữa. Còn nếu mà bạn một người xỉu nhi chân chính thì nó sẽ chửi mình tiếp. Đấy, còn nếu mà thấy hối lỗi thì sẽ không chat lại đâu, để xem nào. Đang đứng này, đang comment này. Đang comment này, không biết nó có chat được không đây. Đứng nó comment đây. Đứng nó cào phím đây. À không phải. À, vậy là có lỗi rồi đúng không? Thấy có lỗi với cả Murat rồi đúng không? Ăn này con này cái coi. Trời ơi, hãy xem đây cho. Cho. Ô, không đủ tâm, không đủ tâm. Xì vậy cái gì? Ui giời, Murat bên kia còn tí máu kìa thơm. Làm sao? Đứng lại, chạy làm gì? Chạy làm gì hả bạn? Rồi, một mạng. Tiếp mạng thứ hai nào? Đứng lại, hai mạng ngọt sớt. Ôi giời ơi thơm. 8-1 luôn rồi. Này thì chửi này. Lần sau nhớ đừng có chửi lung tung nghe chưa? Đây. Chửi vớ chỉ vẩn, hết người này người kia chửi. Thua. Chả biết sống làm sao luôn. Đấy, thì mình gánh kem chưa? Úi giời, 8-1 luôn đi đây. Để cho xem mình trang bị cho nó cây thương xuyên phá. Ngon. Nanh Fanny kia thì mình lên cái món cuối cùng, quánh hơi bị chất luôn. Úi giời ơi, úi giời ơi, úi giời ơi, màm xịt một em. Vâng, một em nằm xuống rồi. Ái chà chà, này thì trống này. Thích trống không? Thích trống đẩy không? Làm sao? Muốn trống không? Trống không? Úi giời. Nhẹ nhàng, tình cảm. Úi giời ơi, thơm. Triple kill luôn. Vãi trưởng. 11 mạng liền. Hay quá trời ơi. Mình đánh kinh vãi ra. Đấy, mấy bạn chửi mình rồi mình cái kết cục của bên kia là phải ôm hận. Chủ cái gì? Coi mình đi giết người đây. Úi giời, Murat này đâu rồi? Chạy đi, bạn bỏ đồng đội mình à? Xấu thế nhở? Hai người mà đồng lòng tất cả biển đông mà cuối cùng một người đồng mà một người ra đi vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Kinh vãi. Đâu rồi? À, rồi chạy về mình biết mà. Mình biết chứ. Mình biết sẽ quay về chứ. Đây, bắt bài rồi. Mình bắt bài rồi còn đâu. Ngộ không. Úi giời, ngộ không bay vào. Bay vào mình chả mất máu. Chiêu 2 của mình để cho gọi là nằm cảnh thôi, không cần sử dụng làm gì. Vãi trở ngon. Cho biến về ăn con. Trời ơi, cái con bùi xanh ăn chi vậy? Hả? Mấy cậu ăn làm gì vậy? Hả? Cậu Zuka, cậu ăn làm gì đấy? Ôi giời đất ơi, mình ăn, mình chạy lên, mình chém gió cái, quay về mất tiêu luôn. Nó ăn, nó lụng lúa luôn của mình, xui chứ. Vãi hả trưởng bạn? Sao bạn chính kỳ cục thế? Eo. Từ từ ăn con bùi xanh, bùi đỏ, cái đá, ui dồi ôi. Quay đi quay lại giết 14 mạng luôn kìa. Ôi sướng thế. Ngon. Tuyệt vời. Bây giờ lúc đầu ôi giời chửi này nọ óc bò. Úi giời ơi đủ kiểu các thứ ngu.
Thôi thua. Thế luôn ấy, mình chơi làm cả clip này toàn bị người ta chửi thôi, khổ ghê. Mấy bạn nào có thích mình bị ăn chửi không? Thế comment bên dưới video clip này cho mình biết nhé. Chắc là nhiều đấy, không có ít đâu. Thề luôn, rất là nhiều luôn. Cứ thấy mình bị chửi, ôi trời, em thích anh chửi lắm. Trời ơi, mỗi khi anh bị chửi là cảm giác của em nó sung sướng tột cùng. Vãi cả tột cùng. Cả lời với bạn luôn ấy. Mình không biết nói gì luôn ấy. Sung sướng mà tột cùng đấy chứ. Đây, coi mình xem này. Chưa đủ mạnh, sao chưa đủ mạnh. Con này, con này. Ủa ôi, cái con này chém con quái 3 cái, chết ngắt con quái luôn. Không được 4 cái, nó lôi ta luôn, kỳ vậy. Con quái này. Này, con này mình đánh này. 1, 2, 3, 4. Úi xời, chết ngắt con quái luôn. Nó đam to như bánh xe bò này. Cái này chắc mình lao vào mình chém thương, cái chết quá. Thiệt luôn ấy. Trời ơi, chém thương mạnh thế. Không phải tin được, chém thương quá mạnh luôn. Ăn cái con quái mà. Ê, 1, 2, 3, 4. Ý giời ơi, đi đâu mà vội mà vàng. Mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Một mạng thế là em ăn ngay. Hai mạng thế là sung sướng. Ê, hãy xem ta đây, quen ta kêu này. Nó ôm ti. Kaka, Beth Murat, thấy mình chết nó cười. Dạ ơi, pentakill của mình. Trời ơi, cái bao vừa rồi xử lý lỗi thế. Trời, tiếc quá luôn, trời ạ. Đấy, ơi, căm thù. Trời ơi, trời, đất ơi, là đất ơi. Mình đứng xa xa một tí, nó không ulti được mình là mình giết hết rồi. Trời. Tiếc quá mọi người ạ, trời ơi, cái pha vừa rồi, ba người bên kia máu yếu như thế thôi. Trời, cơ hội chỉ đến một lần thôi mà mình không sử dụng được cái gọi là tận dụng được cái cơ hội đó, và cơ hội nó sẽ không bao giờ trở lại với mình lần thứ hai nữa đâu. Tiếc quá, pha mà bị con Crash nó lôi vào một cái không đi được. Xin lỗi mọi người nha. Pha đấy mém nữa mình được Penta rồi. Tại vì mình ẩu quá, đánh sốt quá. Thật sự tiếc là tiếc luôn ấy, pha đấy. Pha đấy à, Penta là 1-5 ấy, rất là đẹp mắt luôn, nhưng mà cuối cùng mình xử lý lỗi quá để đủ tầm. Chết này, đứng lại. Chạy làm gì? Chạy làm gì? Chạy làm gì? Mà chạy làm sao được? Chạy đi. Nào, sao chạy đi? Úi giời ơi, chạy à. Úi giời ơi, em đi thế này. Đây gọi là em chạy này. Chui thôi, đỏ thì quên đi, nghe chưa? Đen tôi đỏ quên đi. Tay mình chết mèo của đỏ hết rồi. Úi giời ơi, làm gì đây? Hả? À? Trời bạn đùa. Úi giời, chưa một phát chết luôn con Murai này kia kìa. Trời ơi, đám mình nó to ghê thật chứ. Thế luôn, nó rất là to luôn ấy. Tay mình chết hết, chỉ còn mình than. Úi giời, ngộ không, ngộ không. Mọi người thấy gì không? Mọi người thấy gì không? Trang bị của mình nó khủng luôn ấy. Ngộ không mà mình, bạn ấy không làm được gì mình chém chết luôn. Ô, chưa một phát chém chưa cuối phát chết ngắt ngạc, ngạc luôn, không sống được luôn. Không thể tin được, sự quá mạnh rồi. Đấy thì mọi người có thể trang bị giống mình nhá. Mình có nói trang bị lúc đầu clip rồi đấy, từng món chi tiết từ A đến Z rồi. Vì thế mọi người cứ có thể trang bị giống mình mà đi leo rank cho bình thường ổn định nha. Ok, mọi người có ý kiến gì hoặc là có muốn yêu cầu mình làm clip về tướng gì thì comment bên dưới video clip này nhá. Chắc trận đấu này kết thúc đây rồi. Mình kia hết người rồi mà còn một bạn ra. Vãi, đừng nói chưa thua, chưa thắng được nha. Hơi bị buồn na. Quân đu đu nu biến về này, mình biết bạn biến về chứ. Mình biết chứ. Rồi xong mình chỉ chém chục cuối mình là mình biết là bạn chết chứ. Đấy. Đấy. Dám chê à? Đấy, ok, chê à? Ôi giời, bạn dám chê tớ à? Bạn đùa tớ à? Rồi ơi, vãi trưởng. Đấy, người ta càng chửi mình kể càng cố gắng. Ok, mọi người muốn mình làm clip gì? Hay là muốn mình bị ăn chửi? Hay là muốn như thế nào? Cứ comment bên dưới video clip này nha. Cho mình biết cảm nhận của mọi người khi xem xong clip này. Pha nãy mình hơi bị buồn luôn khi mà không làm một cái pentakill cho mọi người xem. Tiếc quá. Rồi, ok, cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ đăng ký kênh và like cho mình một cái ở cái video clip này nha. Nhớ đăng ký kênh giúp mình nha. Nếu mà lâu lâu thấy quảng cáo thì hãy click quảng cáo để cho mình có thêm một ít thu nhập. Ok, bye bye tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Vâng, một trận đấu mình phun đồ chém người như chém chuối. Vãi là trưởng, bạn kia bạn lên đồ y chang mình luôn kìa. Mua đáp mình kìa. Ăn cắp. Thấy mình lên mất chiếc. Đúng không?